Thì hôm nay sẽ ra ngoài sông vớt mấy con cá nha các bạn, cá lồng tông. Vớt mấy con cá nó nổi trên mặt nước nè. Các bạn cứ bơi xuồng đại bắt đầu nó nổi lên vớt à. Nhiều lắm. Nó lội. Đây. Đừng con. Quá trời luôn nè. Đây đó đó đó. Giờ này 10 giờ phía rồi các bạn à. Các bạn phải nhử nó đi theo tới từ 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 luôn, nó không có lặn xuống. Này nó cái này nếu có người bơi á, dí theo nó từ 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 luôn. Đây, cá này. Đừng có động động mà nó chạy. Nó chạy. Đèn cá này nó lặn rồi. Cá lồng kim, lồng kim. Nó chạy. Lồng kim, lồng kim. Đây. Cá này cá lồng kim. Cái nguyên bầy luôn, bầy cá rồi. Nó nhỏ nha các bạn nó. Đây. Nè cá lồng kềm nè các bạn, đây là cá lồng kềm, nhỏ xíu à nó. Quá trời luôn này nè. Nó lặn. Này không có ai bơi hết. Với cá. Nó nổi lên nhiều lắm các bạn, nó nè. Ơ đây. Đây cá. Đây lùa luôn nó vô, đợi từ từ. Đây giữ nó vô, đây con nữa. Đó. Đêm thì cá nó nổi lên các bạn, nó chỉ nổi lên trên đó. Mình sẽ đi theo từ từ. Đợi nó. Con cá này nhỏ xíu à, đó các bạn. Nè, đây là con cá lồng kềm nha các bạn, đây. Đây, cá rất là nhỏ. Cái mỏ nó nhỏ xíu thì nó rất là nhọn. Hôm nay nó lặn mất tiêu, mấy bữa trước nhiều lắm. Hôm nay dưới nước cạn quá, nước. Cái lồng kềm. Đây. Cái này bự hơn cái hồi nãy. Kìa cá trước kìa. Rồi đèn thấy nó lặn hết trơn.
liêm kim, có liêm kim, liêm kim. Đây hết chạy nha. Nó với cái liêm kim đây, đây, đây. Cái này ngon lắm ơi. Đó. Cái này cái lim kem. Cá bự như các bạn, cái lim kem bự nha, đó. Đó. Nó chạy. Dí theo, dí theo. Vô. Đây. Dính. Ủa, đây quá trời cá luôn. Đây dính, trời ơi, nhảy ra rồi. Cá nè, cá nó lội đó. Này được mạnh mạnh bự à, kéo. Lên kèm, lên kèm, lên kèm. Quá trời luôn. Mà chạy hết trơn. Lưng kim chặn đầu nó là nó vô. Cá cá. Đây, vô vô con, vô con. Quá wow, tại phía trước luôn. Cái lồng tông. Đây. Đó quá trời cá rồi đó. Đó. Liêm kim. Lồng tông bay. Đó, vô một con, hai con. Đó, phải la quá vậy đó. Quá trời nguyên bậy luôn. Vô đường con, đường con, đường con. Thấy không?
đừng con các bạn. Để xuồng im á, nó trôi thì dưới có cá nè. Nguyên bầy luôn đó. Dỡ lên. Đót lao quá vậy đót. Đi nhiên đót nó lao quá. Nè đó 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 nó chạy vô luôn. Chạy ra. Hai con. Nó nguyên bầy luôn nè. Đợi nó cá tự tới à, dở lên. Các bạn đó nó vô đó. Dở lên. Không cần đi đâu hết. Nè từ nó lên nó thấy đèn là tới à. Đó các bạn thấy không, đó đèn nó tới à. Nó được một con chưa ra rồi. Nó nguyên bầy được ngày đó, có đèn là nó tới à. Đây. Nó lội ra hết rồi. Cá bự cho nó vô. Đó. Ra phóng ra, đó dính nè. Bạn chỉ cần giữ đèn là tự động nó vô. Đót té đót. Cá này nhỏ. Nè các bạn coi. Các bạn có đèn nó gồm này thì các bạn nó. Hai con. Cá này đót. Nè. Nè dính này một con nữa nè. Đó theo. Nó vào nó bù lại đó, nó gom lại cái đó, mua bầy luôn. Hai con. Im cái đó. Đó được một con nữa. Nó nhảy. Cắt nước rồi bớt. Tự động nó vô à. Không cần làm gì hết. Giờ hãy cầm cái giỏ lên nó trôi túi dưới đây rồi. Cá đậu gom đấy các bạn mở đèn lên nó gom theo à. Đèn cá dính lên nè.
Đây. Đây dính đó, dính một con nữa. Cái này chảy rồi. Đốt mà la quá đốt ơi. Cho mà đi theo mà la quá, nó la quá trời la luôn. Đây đừng con nữa. Cái nhỏ nhưng mà được cái nó nhiều. Nó các bạn thấy nó gồm này kìa, đó 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 đó. Nè dính nhiều con này. Đây dính một con nữa, chu ra dính rồi, dính rồi. Đó, té xong rồi đó. Móc bên cá này vô đó. Nó là cá rô. Nãy vớt được mấy con cá về nuôi. Nè cá đây là con cá, mấy con cá lồng tông bay nha các bạn. Như con này nè, nó chạy dữ lắm nè. Mốt tới mùa nước cạn á là nó gom cái rạch nhiều lắm. Đây. Cá này là cái lồng tông bay. Rất là mạnh. Còn cá này cá lùm kìm. Đây. Về thả vô lưu nuôi. Mấy cái lồng kìm này nuôi cũng đẹp lắm nè. Nay vớt được mấy con cá lồng kìm. Cái này là cá lồng kìm, cái mỏ nó rất là nhọn. Đó các bạn thấy không? Rồi, bỏ xuống. Rồi thôi các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nha các bạn. Mấy con cá này ra vớt giải trí chơi.